thức phim này cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, thì mình đã tới cái chỗ mà người ta đã report, người ta đã thông báo là tìm thấy gia quỷ ở đây. Người ta đi tình cờ đi biển, đi rừng, đi núi thì đi tới cái khu này thì thấy người khỉ nó đi ngang, cho nên người ta đã thông báo trên đài của Úc biết, và mình tình cờ nghe được cái thông tin đó, cho nên mình quyết định hôm nay cùng ông xã đi tìm một chuyến trải nghiệm, coi nếu mình có may mắn gặp được người khỉ hay không nha cả nhà. Mà mình cũng đang rất là hồi hộp. We are looking for, darling. We're looking for the yaoi today. Yeah, yaoi. See how we go. Yeah, yaoi là. Never know your luck. Mọi người. Yeah, anh, ông xã mình nói, mình cứ đi tìm, hy vọng mình may mắn. Yeah. Mình đâu có biết trước được, nhưng mà có thể được, có thể không thì mình cứ kiên nhẫn thôi. Và không bao giờ bỏ cuộc cả nhà ơi. Rất là hồi hộp. Tim mình nó đã đập mạnh lên rồi nè. Hy vọng là gặp người khỉ thì nó đừng có chặn đầu xe mình lại mọi người ơi. Tại vì mình đi trong rừng này chỉ có mình dòng xã và cái con chó nằm đằng sau thôi. Con chó mình nó nhỏ lắm, không bảo vệ được mình đâu. Mình phải tự bảo vệ lấy mình. Đây, mình thấy không? Cái người rất là đập. Nhiều người đã tìm thấy người khỉ trong đây rồi. Đây, mọi người có thấy không? Rất là hồi hộp. Đến nơi rồi cả nhà ơi. Tiếp tục đi. Vô sâu. Tiếp tục vô sâu vô rừng mọi người ơi. Mình rất là hồi hộp. Phải chạy chậm chậm từ từ. Hồi hộp chờ đợi quá. Người khỉ đâu rồi? Đang trốn ở đâu vậy cả? Ra đây đi cho mình thấy mặt. Cứ ra đi, có gì đâu mà sợ. Mình đâu có làm gì đâu. Chỉ nhìn thấy mặt thôi mà. Tiếp tục đi nha cả nhà. Mình chiếu vô đây coi cả nhà có thấy không. Nếu có thấy thì review cho mình xem nha. Comment cho mình nha. Biết đâu mình không thấy, cả nhà thấy ở trên mạng thì sao. Cái này là mình đang trực tiếp quay nè cả nhà. Có ai thấy gì chưa? Do you see yaoi yet, sir, darling? Not yet. My eyes are open, though. Anh nói là chưa tìm thấy nhưng mà cặp mắt anh lúc nào cũng mở ra, nhìn kỹ các hướng. Dù chạy xe về nhìn luôn mọi người. Để coi có thấy gì không? Cho mình tìm thấy được để mình cho mọi người thấy nha. Mà mọi người biết không, cái khu rừng này nai nhiều lắm. Nhìn lắm. Nai, kangaroo, thỏ, trù bò nhiều lắm. Đây, mình đi sâu rồi nha. Tiếp tục đi nha cả nhà ơi. Tìm thấy cho được hôm nay là một rất là vui. Hy vọng vậy thôi. Tiếp tục đi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình đã tới nơi rồi nha. Hồi hộp chờ đợi nha. Sao nhìn này? Người ta nói là chỗ này là tìm nha cả nhà, đợi đấy nha. Đi đi. Hồi hộp quá. Tiếp tục đi mọi người. Chỗ này là cái khu. Chỗ này nó rất là rộng. Người khỉ tới đây tìm nước uống. Ở đây là có cái gì đây? Mình đi nha cả nhà. Mình bận cái đồ này, mấy cái áo ấm này mọi người, áo quần mình ấm luôn. Chỗ này là cứ những người đi bộ mình vô đây. Cô chó mình cũng đang hăng say mà giúp mình để tìm được ra người cô. Tiên phong đi dẫn đầu. Nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ mọi người ơi. Out of small but she got karate. Võ karate nha mọi người. Cô ta đã sẵn sàng đi trước.
ngay chỗ này là người chỉ tới đây uống nước và hái cây rừng. Nó săn mai, nó bắt cá ở đây nó ăn. Mình tiếp tục đi nha mọi người ơi, hồi hộp quá. Ôi, mọi người thấy không? Cái cây này, big tree. Beautiful. Rất là đẹp. Tiếp tục đi.